Chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một loại bệnh trên cây dâu tây, đó là bệnh đốm đen trên cây dâu tây. Thì bệnh đốm đen này nó xuất hiện trên trái thân cành lá. Thì ở mình hình minh họa ở trên thì bạn thấy được đó là những đốm đen đây, đó là những đen mình dùng con chỏ chuột của mình khoanh vùng ở đây các bạn. Đó, mỗi trái đều có những đốm đen như vậy, nó làm ảnh hưởng đến năng suất của trái dâu tây rất là lớn. Và hầu như những trái này thì giá không cao và hầu như là không bán được. Đây là hình minh họa các bạn nhé. Triệu chứng là khi trái chín thì xuất hiện những cái đốm tròn có màu nâu, những đốm tròn sạm màu và sau đó biến thành màu đen hoàn toàn. Nếu trái bị nhiễm bệnh trước khi chín thì toàn bộ trái sẽ bị đen và héo. Trong quá trình vận chuyển, tích trữ nguồn bệnh vẫn tiếp tục lây lan làm cho trái bị hư hỏng nặng hơn. Và đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm. Quá trình nhiễm bệnh, những ngó dâu đã bị nhiễm bệnh ngay từ lúc trồng thường không thể xuất hiện triệu chứng bệnh. Bệnh này nguy hiểm ở ở chỗ đó các bạn, có nghĩa là dấu hiệu mà ban đầu của bệnh là hầu như chúng ta không thể nào nhận biết được. Trong ruộng dâu thì nấm bệnh có thể lây lan do sự bắn tóe nước khi tưới hoặc do trời mưa nặng hạt hoặc là do quá trình chăm sóc cắt tỉa và thu hái. Cây có quá nhiều đạm cũng rất dễ nhiễm bệnh. Và biện pháp kỹ thuật thì chúng ta sẽ chọn cây giống khỏe mạnh, sạch bệnh. Chúng ta thu gọn, gom tàn dư cây bệnh, tiêu hủy lá quả bị bệnh. Ở đây các bạn thấy á, đây là cũng là một cái triệu chứng. Nếu mà các bạn trồng dâu tây, các bạn đi thăm vườn, các bạn thấy được triệu chứng này, đó là mép lá sẽ bị thối đen, thối từ mép vào và có những hạt nấm màu trắng li ti ở trên phần mép lá. Thì đây là chính là triệu chứng của bệnh ở trên lá các bạn nhé. Chúng ta khi chúng ta thấy được triệu chứng này là chúng ta bắt đầu chúng ta phun thuốc trị bệnh là được rồi. Hoặc nếu mà những cái vườn nào mà đã bị ở những vụ trước rồi thì chúng ta nên phun phòng các bạn nhé. Về việc bón phân thì chúng ta bón phân đầy đủ và cân đối giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu. Khi mà cây bị bệnh thì chúng ta phun một số thuốc có hoạt chất sau. Hoạt chất thứ nhất là difenoconazole. Hoạt chất này thì có trong sản phẩm siêu tăng 650 lb. Hoạt chất thứ hai là chất simoxanin. Hoạt chất này có trong sản phẩm Dipsy 750 lb hoặc ZM9. Hoạt chất thứ ba là chất azoxystrobin. Hoạt chất này có trong sản phẩm Amista 250 SC hoặc là OMSC. Trong sản phẩm Amista Top cũng có azoxystrobin các bạn nhé. Hoặc là tí nữa mình sẽ đưa ra thêm một số sản phẩm nữa có hạt chất azoxystrobin. Mình nhấn mạnh hạt chất azoxystrobin này vì hạt chất này có một vấn đề đó, có một công dụng rất là hay. Hay ở chỗ là ngoài việc diệt trừ được nấm thì hạt chất này còn làm cho tái tạo từ bộ lá các bạn ạ. Mình ví dụ như là bộ lá bị bệnh ở đây, khi mà chúng ta phun thuốc vào thì những cái hạt nấm này nè nó sẽ bị chết, và những cái nấm này, cái biểu hiện mà những cái phần lá đã bị hoại tử như vậy nè, nó sẽ tái tạo dần dần các bạn, nó sẽ xanh lại dần dần. Đồng ý là nó sẽ không xanh lại 100% nguyên vẹn như thể ban đầu, nhưng nó sẽ cải thiện được một phần nào đó và hiện đó sẽ góp phần tăng khả năng quang hợp cho cây. Thì vấn đề được bao nhiêu thì được các bạn ạ. Cây cũng có phần xanh diệp lục ở phần nào dưới lòng ánh sáng mặt trời sẽ tạo ra năng lượng một đường bột ở bấy nhiêu. Và một hoạt chất cuối cùng để trị bệnh này đó là hoạt chất iprovalicab. Hoạt chất này thì có trong sản phẩm Interest 667,5 lb hoặc là Melody 667,5 lb luôn. Thì video mình chia sẻ về cách phòng và trị bệnh đốm đen trên cây dâu tây nay là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào các bạn.